Cô cần chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Cô cần cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Vũ trụ luôn giúp chúng ta đi đúng đường. Chỉ cần chúng ta đón nhận thông điệp tâm linh từ vũ trụ. Chúng ta sống đúng với sự thật của con người chúng ta. Chúng ta là chính mình. Cuộc sống càng trở nên kỳ diệu. Di chuyển phù hợp với con người thật của bạn và sống trong dòng chảy kỳ diệu của cuộc sống. Hôm nay, cô cần mời bạn hoàn toàn tự tin, ngay cả khi bạn không cảm thấy đặc biệt tự tin. Dám chắc chắn về bản thân, đó không phải là sự kiêu ngạo, mà là sự tự bảo đảm. Khi biết rằng bạn đã là một người toàn diện, hãy tận hưởng nó để thư giãn vào bản thể của bạn, như thể không có gì khác quan trọng, và xem điều gì sẽ xảy ra. Bởi vì bạn càng hòa hợp với chính mình, cuộc sống càng trở nên tuyệt vời hơn. Nếu mọi người không thích bạn, thì đơn giản là họ không quan tâm. Trong bất kỳ tình huống nào ngày hôm nay mà bạn cảm thấy ai đó không thích mình, hãy tự suy nghĩ, tôi không quan tâm. Không phải theo cách phòng thủ hay gây hấn, mà là theo cách tự tin. Như thể bạn hoàn toàn bình thường và hiển nhiên rằng bạn sẽ không nhận bất cứ điều gì không liên quan đến mình. Đó thực sự không phải là vấn đề của bạn nếu ai đó không thích bạn, và đó chưa bao giờ là vấn đề của bạn. Làm điều này cũng là một cách tuyệt vời để tăng cường nhận thức về bản thân. Vì khi làm điều này cũng là một cách tuyệt vời để tăng cường nhận thức về bản thân. Vì khi làm điều này, bạn sẽ phát hiện ra và phơi bày phần nào trong bạn mà bạn sợ hiển thị một cách chân thật. Trở lại là chính mình và loại bỏ nỗi sợ hãi bị đánh giá đang đứng giữa chúng ta và sự thật. Đây là cách chúng ta tìm lại chính mình một lần nữa. Bạn hài lòng với những lựa chọn và quyết định của chính mình. Bạn cảm thấy hạnh phúc với bản thân và những gì bạn đã đạt được vào cuối ngày. Và không nhất thiết bạn phải làm điều gì đó lớn lao, mà thực sự là làm những điều phù hợp với bạn, ngay cả khi người khác không đồng ý với lựa chọn hoặc suy nghĩ và ý kiến của bạn. Hoàn thành sống thật với chính mình ngày hôm nay. Hãy sống thật với con người của bạn và hiểu rõ bản thân khi bạn đang cố gắng làm hài lòng người khác, hoặc cố gắng trở thành một cái gì đó, hoặc một ai đó. Không ai có thể khiến bạn cảm thấy thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn. Nếu những người trong cuộc sống của bạn không thể thích hoặc yêu bạn vì con người thật của bạn, vậy tại sao lại để họ có một vị trí trong đó? Tại sao phải giữ họ lại gần nếu họ không chấp nhận con người thật của bạn? Nếu bạn cố gắng và thay đổi bản thân theo ý người khác, bạn đang nghĩ quá mức về sự tồn tại của chính mình và chặn dòng năng lượng sống của chính bạn. Làm việc để chấp nhận bản thân thay vì cố gắng để người khác chấp nhận bạn. Hãy lo lắng về việc được tôn trọng. Đừng bao giờ lo lắng về việc được yêu thích, bởi vì đó là cái bẫy. Đó là nơi mọi người thao túng bạn. Cô cần mời bạn tập trung rõ ràng hơn vào việc sống thật với con người của bạn ngày hôm nay. Bạn sẽ nhận được phản hồi bên trong về việc xác nhận và trao quyền bằng cách làm điều này. Bạn không thể là ai khác, và không có lý do gì bạn sống khác đi để phù hợp với ý tưởng hoặc quan điểm của bất kỳ ai, và họ nghĩ hoặc muốn bạn trở thành ai. Hãy đọc to lời từ khẳng định tích cực này cho chính mình, cảm nhận nó, sống với nó, và thấy cuộc sống của bạn đang biến đổi. Nỗi sợ hãi lớn nhất không phải là túng thiếu. Nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của chúng ta là chúng ta có sức mạnh không thể đo lường được. Đó là ánh sáng của chúng ta, không phải bóng tối của chúng ta khiến chúng ta sợ hãi nhất. Chúng ta tự hỏi, tôi là ai để trở nên rực rỡ, lộng lẫy, tài năng, tuyệt vời? Không có gì tuyệt vời khi thu mình lại để người khác không cảm thấy bất an khi ở xung quanh bạn. Khi chúng ta
để ánh sáng của chính mình tỏa sáng. Chúng ta vô thức cho phép người khác làm điều tương tự. Khi chúng ta được giải phóng khỏi nỗi sợ hãi của chính mình, sự hiện diện của chúng ta sẽ tự động giải phóng những người khác. Một trong những điều lớn nhất bạn có thể làm cho bất kỳ ai, kể cả bản thân bạn, đó là quan tâm và yêu thương bản thân mình trước. Khi chúng ta phát triển, động lực quan hệ của chúng ta cũng thay đổi. Những khoảng thời gian đen tối nhất có thể đưa chúng ta đến những nơi sáng nhất. Những người độc hại nhất có thể dạy cho chúng ta những bài học quan trọng nhất. Những cuộc đấu tranh đau đớn nhất của chúng ta có thể giúp chúng ta phát triển cần thiết nhất. Và những mất mát đau khổ nhất của tình bạn và tình yêu có thể nhường chỗ cho những người tuyệt vời nhất. Cho dù mọi thứ có khó khăn đến thế nào, vẫn luôn có hy vọng. Cho dù chúng ta có cảm thấy bất lực đến thế nào, hoặc những điều tồi tệ như thế nào, chúng ta không thể từ bỏ. Chúng ta phải tiếp tục tiến lên, ngay cả khi điều đó đáng sợ, ngay cả khi tất cả sức mạnh của chúng ta đều biến mất. Chúng ta phải tiếp tục tiến lên phía trước, bởi vì dù chúng ta đang chiến đấu trong khoảnh khắc này, nó sẽ qua và chúng ta sẽ vượt qua. Chúng ta đã đi xa đến mức này, chúng ta có thể vượt qua bất cứ điều gì đến tiếp theo. Sau tất cả, chúng ta thanh tẩy trong đau đớn, để rồi tái sinh trong một cơ thể minh triết, với nội tại mạnh mẽ vững vàng, tiến đến quỹ đạo chúng ta thuộc về. Mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Và hãy tin rằng, cuộc sống của bạn đang theo đuổi theo những điều tốt nhất cho sự mở rộng tâm hồn của bạn. Hãy cố gắng hết sức để thư giãn và bắt nhịp với dòng chảy trong thời gian này. Hãy hiểu rằng mọi thứ đang thay đổi theo chiều hướng tốt nhất cho tâm hồn bạn. Điều đó có thể sẽ không thoải mái và không có nhiều ý nghĩa, nhưng hãy tin tưởng vào quá trình này. Bạn sẽ sớm hiểu tại sao mọi thứ phải đổ vỡ để bạn chuyển đổi và xây dựng lại cuộc sống của mình theo một hướng mới. Và khi bạn tin tưởng vào vũ trụ, vào đấng thiêng liêng, vào thần linh, bạn sẽ nhìn thấy con đường thực sự dành cho bạn. Bạn đứng trong ánh sáng của chính mình, đứng trong sự thật của mình. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.